Minh Luân đóng phim cùng bạn gái cũ. Diễn viên Minh Luân và bạn gái cũ, diễn viên Hồ Bích Trâm, vào vai cha con trong phim Lời Nguyền Lúc Không Hát. Minh Luân vào vai chính, Quân Bảo, một chàng trai hiền lành, do phải trả thù cho cha mà trượt dài vào tội lỗi. Hồ Bích Trâm đóng con gái của Quân Bảo, Lúc Già. Trước khi hợp tác, Minh Luân và Hồ Bích Trâm từng xích mích sau khi chia tay. Nam diễn viên kể ngày đầu trên trường quay, họ phải đóng chung một phân đoạn. Đã lâu không trò chuyện nên tôi và cô ấy chỉ nhìn nhau ngượng ngùng. Tôi chủ động pha trò, nói chuyện để cả hai nhập vai tốt hơn, anh nói. Minh Luân và Hồ Bích Trâm hẹn hò vào năm 2017. Sau khi đóng chung MV, cả hai từng đưa nhau về ra mắt gia đình. Thời gian sau, Hồ Bích Trâm chủ động chia tay. Trên một game show, Minh Luân cho biết anh còn tình cảm với bạn gái cũ, một diễn viên. Hồ Bích Trâm từng kể chịu nhiều tổn thương vì phát ngôn này của Minh Luân. Sau đó, Minh Luân xin lỗi bạn gái cũ, cho biết anh giận bản thân vì có những phát ngôn thiếu kiềm chế, gây ảnh hưởng nhiều người. Phim mới là dự án trở lại màn ảnh của Minh Luân sau 2 năm tập trung kinh doanh. Để vào vai một đại gia, anh chi 60 triệu mua loạt phục trang mới. Phim còn có sự tham gia của các diễn viên Thanh Trúc, Huỳnh Đông, Thanh Bình, Quang Thái. Minh Luân sinh năm 1985, từng là sinh viên cao đẳng sân khấu, điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, điện ảnh từ năm 2007, là một trong những diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Nam. Minh Luân từng tham gia các phim Cỏ Đuôi Gà, Yêu Thêm Lần Nữa, Anh Em Nhà Bác Sĩ, Pha Lê Không Dễ Vỡ. Anh từng đoạt giải Á Quân cuộc thi tình Bolero 2016. Gần đây, anh hợp tác với nghệ sĩ Hồng Vân mở sân khấu kịch Chợ Lớn. Hồ Bích Trâm sinh năm 1991, từng vào top 20 cuộc thi Miss Teen 2010. Cô từng đóng các phim Huyền Giấy, Canh Bạc Cuộc Đời, Khu Vườn Bí Ẩn, Con Đường Hoàng Lương, Mẹ Hổ Dạy Con Dâu. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.